Hôm qua nay á có mấy người Phật tử á, đi đến hỏi thầy á, thầy năm nay khai trương ngày mấy tốt, rồi năm nay á, là xuất hành hướng nào tốt, rồi á, là năm nay á, coi con đường công danh đạt hôn, rồi có người coi đường tình duyên đó chứ, rồi coi đường gia đạo, rồi là coi sự nghiệp vân vân. Nói chung là đa phần thì người ta quan tâm, những người buôn bán thì người ta quan tâm về khai trương ra ngày nào, rồi khai trương cúng mấy giờ vân vân. Do đó mà đầu năm thường người ta đi xem bói. Trong cái xem bói đầu năm có xem quẻ nè, coi chỉ tay nè, rồi lắc xăm nè, rồi coi tướng. Ví dụ như là người ta coi cái tướng đầu năm thôi, người ta nhìn vô cái mặt mình, nó không ngoái cái mặt khác, năm nay cái mặt khác nha. Hồi ngoái mặt mà sáng giới nha, mà năm nay mặt tối thui là biết rồi đó. Hoặc là hậu ngoái mặt mà tối thui mà năm nay mặt sáng giới á, là biết đó ha. Tức là nhìn vô là biết. Cho nên đó là thường hay á, người ta muốn biết trước các cái sự việc để người ta tránh, nên người ta đi xem bói. Cho nên có nhiều người á, người ta đi xem bói, người ta bỏ tiền ra xem luôn đó, quẻ 200 ngàn. Nghĩa là đầu năm á, dù quẻ 200 ngàn chưa tính thưởng nha. Nếu mà coi chúng thưởng nha. Còn mà cô Bảy ở miền Bắc là coi tới 500 quẻ. Còn mà cô Tám Cần Thơ á, là 700 mà. Còn hai Sài Gòn là 1 triệu đó, ta coi mới có giá chứ nha. Chứ còn bình thường có thằng Bắc hơi rẻ chút nha. Là nói chung là giá thôi. Còn mà coi dạo, bói bài dạo đó, cô Tư mà bói bài dạo đó là 200 thôi. Tức là 200 quẻ đó, bói bài chia ra bắt lá bài lên để lên bắt đầu bói nha. Tức tật cái gì á là tử vi trọn đời luôn đó. Tức là coi mình á năm nào sao là biết hết đó. Tại sao người ta muốn biết trước? Tại vì á không có ai biết trước tất cả những cái đang xảy ra trên đời. Không ai biết trước nhưng á, nhưng nên người ta muốn biết trước, người ta tò mò, người ta muốn biết trước. Nhưng mà cái người thầy bói đó, người ta coi á là người ta coi cái biết sao trước để tạo lòng tin, còn người ta mới coi cái biết trước. Coi cái biết sao là gì? Là những cái đang xảy ra rồi á. Ví dụ như cái gì á mà đang xảy ra rồi, các đồng ta coi. Ta coi, ta nói đúng hóc cái chừng đó là mình tạo cho mình cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó đó, người ta mới nói chuyện tương lai. Tức là bao giờ cũng vậy chứ á. Cái người thầy bói á, ta coi những cái đã xảy ra rồi. Đây xảy ra rồi trên cuộc đời mình á, thì mình biết phải không? Này năm 16 tuổi là có tai giếng nè. Rồi á là năm 21 tuổi bị điện giật nè. Thấy không? Còn là năm 25 tuổi vô trong cái mà bệnh viện ấy nè. Đó. Tức là nói đúng phóng hết trơn phải không? Bắt đầu mới nói tới năm nay 30, vậy nói tới năm 31 nè ha. Sao là hầu thái tú thái bạch thái dương đó. Năm nay là thoát rồi. Năm nay là qua thái dương rồi. Đó. Vậy là ngon rồi ha. Tức là người ta nói để cho mình tin đó. Như vậy thì là cái đầu năm người ta muốn đi xem bói. Để làm chi á quý vị? Có nghĩa là người ta muốn giải tỏa các cái vấn đề. Còn ta nhầm khi á, có nhiều người á, người ta xem bói á, là người ta tin chết sống với thầy bói luôn. Có nhiều người á, người ta xem bói chơi chỗ vui thôi. Tức là giải tỏa tâm lý thôi. Giống hình lắc xăm nè, giải tỏa tâm lý nè. Bữa trước có cái cô lắc xăm, bữa đó em đi chùa đầu năm á, lại chùa đó có chỗ mà lắc xăm á, chỗ bà á, lắc xăm ra lắc 3 lần xăm hạ không. Có nghĩa là xăm hạ là xăm tệ nha, xăm chung là xăm dừa, còn xăm thượng mới là xăm tốt. Cái giờ lắc 3 lần xăm hạ không mới ra gặp thầy, mặt mày xanh chanh tái lét còn chút máu chứ. Thầy tính đâu là bị bệnh tụt huyết áp hay gì á, mình tính đâu cái quẩy nước đường là cho uống nó kéo lên này, hỏi sao gì là thầy bắt 3 lần xăm hạ không biết có sao không thầy. Nên đó bây giờ đó là con sợ quá trời, nãy giờ con lại Phật quá trời luôn. Như vậy thì thầy nói đâu có sao đâu, mình đổi xăm. Quý vị biết đổi xăm không? Đổi xăm có nghĩa là bắt xăm hạ
cái mình để lại, mình lắc tiếp ra xăm hạ hạ, mình lắc tiếp, lắc tới chiều luôn, chừng nào tới thăm thượng thượng dừng. Đó, tức là mình phải như vậy, hiểu không? Tới thăm thượng thượng mình mới coi con số, tượng số đó mình mới coi cái chỗ mà cái bảng á, người ta để ra, ta giải xăm á, bảng giải xăm là giải xăm gì? Cho nên gọi là ép xăm. Ép xăm nghĩa là mình ép chừng nào mình ra xăm thượng thượng thôi à. Không lẽ lắc 100 cây xăm mà quý vị đừng có bỏ vô. Cây xăm hạ hạ lắc rồi phải không? Bỏ qua một bên đi, đừng có bỏ vô trong đó, lắc lại dính à. Hiểu không? Rồi lắc rồi bỏ qua một bên, lắc rồi một bên, chừng nào chúng thượng thượng dừng. À vậy thôi, rồi đi có làm sao đâu. Vậy cỡ nào cũng thượng à. Cho nên á quý vị là lắc xăm mình phải khô một chút xíu mới được. Lắc ra cây xăm mình không vừa ý bỏ qua một bên. Đó, lắc rồi đó. Cây xăm mà vừa ý rồi đó quý vị. Thì là mình á, đây là bà cho rồi cho mô Phật lại bà cảm ơn bà. À vậy xong rồi chứ có ở đâu. Trời ơi mặt mày tái lét ra xanh chạnh chứ. Quý vị biết á là cái gì mà xảy ra trong cuộc đời của mình á, nếu mình không biết trước thì nó vẫn xảy ra, mà mình biết trước mình nó cũng vẫn xảy ra. Tại vì người ta á có tránh gì thì tránh, nhưng người ta không tránh được quả của nghiệp. Người ta chỉ tránh được nhân của nghiệp thôi nghe, người ta không tránh được quả của nghiệp. Nhưng mà những cái xảy ra trong cuộc đời của mình á, đó là quả của nghiệp. Còn những cái hành động trong cuộc đời của mình mới là nhân của nghiệp. Nhân của nghiệp người ta tránh được, mà quả của nghiệp người ta không có tránh được. Chuyện quá khứ người ta biết được, chuyện hiện tại chánh niệm tỉnh giác người ta biết được, chuyện tương lai người ta không có biết. Và quý vị nhớ nha, nhân quá khứ tức là cái quả hiện tại. Nhân hiện tại và quả hiện tại. Cái quả hiện tại mình không có tránh được, cái quả đến không tránh được. Nhân hiện tại mình tránh được, nghĩa là cái nhân á, mà hiện tại mình gieo cái gì mình tránh được. Còn cái quả báo nó đến á, mình không bao giờ tránh được hết. Và cái mình biết á, mình chỉ biết được những cái hiện tại và quá khứ thôi. Chúng ta không bao giờ biết được cái tương lai. Tại sao? Cái hiện tại nó đã xảy ra rồi, nó trở thành á là mặc định rồi. Còn cái tương lai á, nó muốn xảy ra nó phụ thuộc nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như ở tương lai á, nó muốn xảy ra một vấn đề đó, nó phụ thuộc vào vô số những duyên khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình á, tính đi tới đó, tính đó theo dự trù của mình. Nhưng mà cuối cùng đâu phải như vậy đâu. Không có gì. Tức là nhằm khi mình tính, bởi vì người ta nói là người tính không bằng trời tính. Là sao? Có nghĩa là nó không theo dự định của chính mình. Nên tôi gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái đó là ông bà mình quan sát ở trong thế gian á, mới thấy được á, là những cái mình tính toán, mình tính đâu là nằm ở trong cái bàn tay mình bấm hết trơn rồi. Nhưng cuối cùng nó đâu phải xảy ra vậy đâu. Tới mà Khổng Minh Gia Cát Lạng mà bấm còn sai đó. Quý vị biết Khổng Minh Gia Cát Lạng không? Ai nói Gia Cát Lượng? Một lạng là miền Bắc, nói theo miền Bắc, miền Nam là Lượng. Cho nên đó là Khổng Minh Gia Cát Lạng là nói theo kiểu miền Bắc. Còn Khổng Minh Gia Cát Lượng là nói theo kiểu miền Nam, nhớ không? Còn mình đó là chỉ cỡ là Khổng Minh Gia Cát Chỉ à. Tại vì 10 chỉ mới được lượng, đúng không? Đó, Gia Cát Lượng thông minh 10, mình thông minh 1 mà mình Gia Cát Chỉ. Còn mà ai mà gọi là học năm 3 4 lớp ấy, học lớp 3 4 5 chứ. Thì là Gia Cát Phân à, chứ không có tới chỉ đâu. Hiểu không? Nhằm khi mình chỉ có Gia Cát phân thôi, chứ không có được chỉ. Gia Cát Chỉ là ngon đó, mà Gia Cát Lượng là số 1. Cho nên Khổng Minh Gia Cát Lượng bấm còn nhằm khi còn chắc lắc nữa đó, chứ không chi đó, là cái người bình thường. Nên đó, quý vị mới thấy á, là những cái gì mà nó xảy ra không theo ý của mình, xảy ra với ba cái cấp độ khác nhau. Thứ nhất là nhân của nghiệp, thứ hai là quả của nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp riêng, có nghĩa là biệt nghiệp. Và thứ ba nữa là cộng nghiệp của chúng sanh. Ba cái đó nó xảy ra, và đủ duyên nữa nó mới xảy ra. Có nghĩa là nhân của nghiệp, nếu như mình tác động một cái nhân thì nó sẽ xảy ra, đúng không? Phải mình tác động là nó xảy ra không? Bây giờ ví dụ nè, cái bàn này chưa có bị bể, mình đập cái nó bể, đúng không? Đó là nhân của nghiệp. Nó sẽ tác động, nó làm xảy ra một cái mới. Nhân của nghiệp nó tác động làm xảy ra cái mới. Và quả của nghiệp nó tác động làm xảy ra cái mới. Ví dụ quà không có trúng số, bữa nay trúng số rồi, quả nghiệp đó nó tác động làm xảy ra cái mới. Và quả nghiệp đó là quả nghiệp của chính mình, gọi là biệt nghiệp. Còn mà cộng nghiệp là nghiệp chung đó kìa. Nghiệp chung nghĩa là gì? Là ai cũng lãnh chung với nhau hết. Hồi xưa
hồi một thời nào đó, một đời nào đó trong xưa đó mình gieo đúng một nghiệp giống nhau thì mình phải chịu đúng một quả báo giống nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình sinh ra cùng anh em cùng trong gia đình, anh em cùng trong gia đình á thì mình phải chịu chung cái quả báo gì? Nếu nhà mình giàu thì mình chịu chung cái quả báo là phước báo giàu sang. Nếu nhà mình nghèo thì tất cả 10 anh em đều chịu cảnh nghèo hết, chứ đâu phải là một người nghèo mà mấy người kia không nghèo đâu. Ví dụ như nhà mình nhà lá thì 10 đứa cũng ở trong nhà lá đó à, không hiểu không, chứ nó đâu gọi là cộng nghiệp đó. Nhưng có đứa nó có biệt nghiệp, 10 đứa cùng ở trong nhà lá mà có đứa sướng có đứa khổ. Cái đứa mà được cha mẹ thương nhiều đó, không làm gì hết trơn á, cho nó ngủ giường đồ ngon nha, ở nhà lá chỗ dột thì mấy thằng ghét, còn mấy thằng thương á là ngủ ở chỗ nó không dột, quý vị không. Còn ăn uống cũng vậy nè, giấu giấu qua giấu lại giấu tới giấu lưu, thương đứa nào giấu cho đứa đó ăn, còn mà không thương đứa nào ăn sạch bách là không chừa. Đó là cộng nghiệp mà có biệt nghiệp ở trong cộng nghiệp, nó là vậy đó. Ví dụ như mấy anh em sinh ra cùng cái nhà, nhưng tại sao có người thông minh mà tại sao có người không thông minh mấy, đúng không? Nhầm cái anh hai mình á là thi toán quốc tế rồi đậu này nọ, thằng em ở lại lớp, tin không, thằng em học ở lại lớp. Ví dụ như cha mình học rất giỏi mà sinh ra đứa con á là học rất ngờ u cho nên gọi là cha làm thầy mà con đốt sách đó, lạ chỗ đó đâu vậy không. Còn mà nếu mà cha mình á mà học lớp 2-3 năm á mà mình học năm 2-3 lớp á thì cái đó gọi là đột biến, gọi là gen đột biến. Còn mà cha mình học rất là giỏi mà mình học rất là bùi kiệm á thì đó gọi là cha làm thầy mà con đốt sách. Cho nên ở trong tương lai không có ai biết những cái gì mà xảy ra thực sự ở trong tương lai cả, không có gì, trừ là trí tuệ bậc siêu đẳng như Đức Phật, ngài mới có thể là tiên tri được những cái chính xác thôi. Thì gọi là thọ ký đó, tiên tri một cách chính xác. Tiên là trước, tri là biết. Tiên tri là biết trước chứ không phải là đoán trước, hai cái đó nó khác nhau. Ví dụ như ông mày gì ở Ấn Độ giờ ông đoán ông A Nan hả? Đó, ông đoán ông nhỏ nhỏ nè Ấn Độ á, tức là đoán thôi chứ nói là tiên tri cũng chưa chắc. Nếu mà tiên tri biết trước á thì là phải biết trước một cách chính xác những cái đang xảy ra, như bà Quanh Ga chẳng hạn, biết trước những cái đang xảy ra, nhưng mà có thể biết đúng những cái đang xảy ra và cũng có đúng không đúng những cái sẽ xảy ra trong tương lai, thì đó đâu gọi là tiên tri. Nếu mình xét theo nghĩa đen nha, tiên á là trước, tiên đi trước tiên, đúng không? Cái người Việt mà lấy chữ Hán với lấy chữ Việt này ghép lại nhau thành đi trước tiên đó, có chữ tiên có nghĩa là trước, tiên vậy đó, tiên có nghĩa là trước. Như vậy là tri là biết, biết trước gọi là tiên tri, tiên tri là biết trước thì Đức Phật mới có thể tiên tri được thôi. Còn tất cả nếu xét theo nghĩa đen á là không ai có thể tiên tri một cách chính xác 100% tất cả vấn đề ở trong nhiều kiếp trong quá khứ, quý vị. Do đó mà có nghĩa là đoán trước thì đúng hơn là tiên tri. Nhưng mà từ tiên tri là từ của thế gian chứ không phải là Phật Pháp, cho nên đó người ta mặc định cái từ tiên tri là những người đoán những cái đang xảy ra. Nên những người mà đoán đúng nhiều chừng nào thì ta gọi đó là nhà tiên tri. Còn mà mình đoán á có cái chật cái chúng á, đoán chúng rất ít, 100 chuyện mình đoán chúng có 1 chuyện à, gọi là mình là chòi tiên tri, người ta là nhà, phải không? Còn người mà đoán 100% hết trơn đó thì người đó gọi là nhà biệt thự tiên tri. Còn mà người mà đoán chúng 60% á là nhà bình thường tiên tri. Còn mình á gọi là chòi tiên tri, cốc tiên tri, tức là nó nhỏ xíu à, cái cốc nhỏ hơn cái chòi nhỏ, cái cốc gọi là mái che tiên tri luôn, tức là nhỏ chứ không gọi là nhà tiên tri được. Nghĩa là mình đâu biết trước cái chuyện của ngày mai đâu. Cho nên á quý vị á, có những người á là hỏi thầy á là thầy bây giờ á khai trương là có quan trọng không, thầy mới nói là khai trương á xem ngài có quan trọng không. Thầy mới nói là quan trọng không cái tâm lý của ông á. Ví dụ như ông không có xem ngài, ông có an tâm để mà ông khai trương hay không? Tại vì á tất cả những cái gì làm là do cái tâm mình nó quyết định. Ví dụ như mình ham làm, mình thích làm thì cái chuyện đó mới có thể thành công được. Mình không có lo lắng sợ hãi, mình tự tin thì cái đó mới thành công được.
Còn những cái mình làm mà mình mong lung, mình á là lo lắng, mà sợ hãi, thì làm chưa chắc đã thành công đâu. Nên đó quý vị á, hỏi là có nên coi ngày, coi bói cái ngày giờ mà khai trương không? Bữa nay á, là hôm qua nay nè, hỏi thầy chắc cũng cỡ 200 người đó, hỏi ngày khai trương á. Là thầy năm nay khai trương cái này người ngày nào tốt, hiểu chưa? Thầy la mà theo mà sủ quẻ âm dương á, gọi là cái gì như Bác Ngao nói anh, là thanh long phùng dương tướng vậy đó, cái quẻ đó đó. À, là quẻ thanh long á, thanh long phùng dương tướng gì đó, cái quẻ mà Bác Ngao mà lắc đó, thì trong cái mùng tới mùng 1, 2, 3, 4 gọi là trong cái mùng, thì là có ba cái ngày mà thanh long phùng dương tướng, tiền hung hậu kiết, thanh long phùng dương tướng, thì là cái đó nói theo kiểu Bác Ngao bói mà, thì gần nhất là ngày 4, giữa giữa là ngày 6. Sau là ngày 9, ngày 9 như vía, nghe không? Cho nên đó quý vị á, thấy là năm nay á thì mình thấy những cái ngày đó ngày tốt. Cái cần hỏi nữa chứ, ngày tốt giờ nào? Giờ nào cũng tùy người vậy nghe. Bây giờ đánh âm dương quẻ coi ha. Ví dụ như là một ngày một đêm thì có 12 cái múi giờ, nó phù hợp với địa chi. Thiên can thì có 10 mà địa chi có 12. Thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, còn địa chi thì tý sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi. Cái gì thì nó đổi nhau đó. Hồi ngoái là quý mão, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, tới quay lại giáp nè, thì năm nay năm giáp nè. Tý sửu dần mẹo thìn, vậy hết mẹo tới thìn, thấy không? Vậy là giáp thìn mình tính vậy đó. Mình bây giờ mình viết lên cuốn sổ là mình viết năm nào ra năm đó à. Ví dụ như năm nay là năm giáp thìn thì sang năm gì? Tý sửu dần mẹo thìn tới năm tỵ, phải không? Thìn tỵ kỷ long dương, nước ngập đầu giường chết ráo chằng hiu gì đó, đó là Bác Ngao bói á. Như là thìn tới tỵ tức là con rồng mà tới con rắn, rồi giáp tới ất, vậy sang năm là ất tỵ. Quý vị biết tính không? Đó mình tính đây ra nè, phải không? Như vậy thì mình thấy rằng là cái coi ngày giờ để khai trương á, nó không phải là quan trọng, mà quan trọng là cái tâm mình muốn coi hay không, tức là mình có tin hay không á. Ví dụ tâm mình rất tin mà mình không coi là mình phản lại lòng tin của chính mình, đúng không? Mình lo lắng, mình sợ hãi lắm. Cho nên cái gì cũng vậy á, mình đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi. Thì là muốn coi thì coi đi, chứ không sao chứ á, nó mang tính ổn định tâm lý thôi à. Chứ thầy cũng không có bắt Phật tử không coi, làm những việc làm ăn của người ta không coi, gửi làm việc đổ thừa mình sao, phải không? Cho nên thầy coi không quan trọng, và coi đó cũng không có ảnh hưởng gì đến con đường tu tập của mình chân á. Nhằm khi đó là truyền thống thôi, tại vì một cái nơi làm việc, nhà mình còn có vợ chồng con cái anh em nhiều người, chứ đâu phải chỉ có người, đúng không? Ví dụ như mình á, đó là thôi tất cả đều do nghiệp, mình không coi. Nhưng có chuyện gì xảy ra đó là người ta đổ thừa mình, là tại vì trong nhà có nhiều người, trong công ty có nhiều người, chứ đâu phải có mình đâu. Do đó quý vị muốn coi cho vui coi đi, quý vị. Nhưng mà mình là người con Phật, mình biết chắc chắn nó những chuyện nó xảy ra nó phụ thuộc, thứ nhất là nghiệp riêng của mình, thứ hai là nghiệp chung của tất cả các loài chúng sanh, thứ ba nữa là nhân mà mình gieo và nhân tất cả chúng sanh gieo cộng lại với nhau nữa, nó mới xảy ra một cái chuyện đó đang xảy ra. Nó phụ thuộc vào nhiều thứ như vậy đó. Và còn có một cái nữa, nhân gieo đó là nhân của mình mà là duyên của họ, và nhân của họ là duyên của mình. Cho nên cái nhân gieo đó nó trở thành duyên để nhân trong quá khứ được tạo thành quả. Thì đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi, có nghĩa là nhiều cái nhân duyên để mà nó sanh khởi nên cái đó. Cho nên đó quý vị là đầu năm nay có hỏi thì thôi thầy nói luôn đi, 4, 6, 9 chọn đi, hiểu không? Đó là chọn mấy giờ thì nghe mình tuổi gì,
Ví dụ như năm nay con tuổi mẹo thầy ơi, vì tuổi mẹo thì giờ mẹo là giờ không được rồi, phải không? Vậy là hợi mẹo mùi với giờ mùi với giờ hợi đi, hiểu không? Đó người ta nó tính vậy, nó thời giờ hạp tụi nó, đó người ta tính lên cho nó vô khung. Vậy thì tuổi nào là vô cái ngày nào để người ta an tâm, người ta có coi rồi thì tự nhiên là người ta khai trương, người ta buôn bán vậy thôi à, chứ người ta không sợ nữa. Còn mình mà năm nay mà mình không coi nghe, cái đầu mình làm cái mình sợ cái giờ sát chủ, không coi là sợ cái giờ sát chủ chứ không phải là giờ hoàng đạo. Người ta coi cái giờ hoàng đạo này, coi giờ tốt. Còn đằng này á, mình sợ nghe chăng cái giờ sát chủ là biết sát á, sát là giết, chủ á là người đứng đầu. Cho nên cái giờ sát chủ là làm cái giờ đó là cái ông đứng đầu cũng chịu thiệt hại thôi, không có gì. Nè, mấy cô Phật tử hổm rồi là xanh mặt xanh mày hai chồng. Một người á là sao La Hầu, người là sao Cái Đô, mà mấy đứa, hai đứa con, đứa sao Thổ Tú, đứa sao Thái Bạch. Tôi nói trời ơi, gọi là trời ơi, năm nay thấy ghê quá, nhà con giờ sao thấy ghê quá à. Chồng La Hầu mà vợ Cái Đô, còn có hai đứa con, đứa Thổ Tú, đứa Thái Bạch. Không có gì, còn sao đọc không đó nghe. Thái Bạch là sạch túi là không có tiền, Thổ Tú là có tin buồn, còn La Hầu là Cái Đô là sao nặng nhất. Cho nên bốn người trong gia đình á là mắc bốn cái sao: La Hầu, Cái Đô, Thái Bạch, Thổ Tú. Bốn sao chưa nói tới tam tai nghe, mới nói tới sao thôi đó, chưa nói tới tam tai. Cho nên á, năm nay sao thấy ghê quá, giờ á là không biết làm sao á để giải căn, giải nghiệp, giải nạn, giải hạn cái này nữa thầy ơi. Thì là cái này cũng dễ lắm, có cái gì chứ á, đừng có sợ gì chứ á, hiểu chưa? Bây giờ á là người ta nói là đầu năm đi cúng sao, không có gì, đầu năm ta đi cúng sao để giải. Có cái hai cái luồng tư tưởng khác nhau. Có cái chú đó đó, hồi ngoái nha, ở ngoài Chợ Lớn á, cái chú bị sao Cái Đô. Sao Cái Đô mình dễ lắm, khỏi cần câu gì hết trơn á, cộng tuổi lại bù là sao Cái Đô mà. Bây giờ ví dụ như á là 19. 10 cộng 9 là 10, 19 chứ là 1 cộng 9. Đúng không? Rồi 28, 2 cộng 8 10 bù. 37, 3 cộng 7 bù. 46, 55, 64, 73, 82, 91. Đó, cộng lại đó là nam La Hầu, nữ Cái Đô. Ví dụ ai lọt vô tuổi bù á là ra đó. Mình coi vô số á, ví dụ như cộng lại ra số 4 đi là Thái Dương, rồi số 5 là gì đó, mình cộng lại ra số biết sao à. Đâu có gì cộng thử coi. Cái này là gọi là kinh nghiệm bấm quẻ nha. Đó là mình cộng số là mình biết sao gì, khỏi cần biết tuổi gì đó. Tuổi ông là gì tôi không biết, tôi cộng số là nó ra sao à. Hiểu không? Số 10 là nam La Hầu, nữ Cái Đô. Vậy thôi à. Ở đây có ai về tuổi số 10 không? Đó, có không? Có tuổi số 10 không? Đó, nếu có tuổi số 10 là nam La Hầu, nữ Cái Đô thôi, mà sau đó là sao nặng. Thứ nhất tai tiếng, thứ hai bị người ta lừa gạt. Quý vị, tức là ở trong cái sao đó người ta nói á, ai bị sao đó đó, thứ nhất là mang tiếng, thứ hai là bị người ta lừa, bị người ta lừa gạt. Quý vị, mang tiếng mang tai người ta đâu có mày, người ta rất sợ chứ, mang tiếng tai người ta rất là sợ. Còn bị người ta lừa gạt còn sợ hơn, lừa gạt cũng như đi luôn, ai muốn người khác lừa đâu, đúng không? Cho nên đó quý vị á, là ở nhà đó là cha mẹ con cái La Hầu, Cái Đô, Thổ Tú á, là với Thái Bạch. Bây giờ á, là giải làm sao? Thì hồi năm trước á, con cái chú đó ổng mắc sao La Hầu. Trời ơi, ổng đi giải chùa này chùa kia, đình miếu cúng gì đó, sao La Hầu như là cúng bữa 18 hay gì đó. Đó, như ngọn đèn vàng quay hướng nào ở trong bát quái đó ha, rồi bao nhiêu chán cháo, bao nhiêu gì, rồi đồ thế gì cúng tùm lum lạ chứ nghe. Rồi nguyện giái nó cúng quá trời quả đất luôn, mà ông là trời ơi xui thiệt thầy ơi. Năm nay á, hỏi ông làm gì, ông làm nghề bất động sản. Đó, quý vị, là rồi bất động sản là phải rồi,
Nói xong là không có bán được cái nền nào hết trơn á. Bây giờ lại kẹt cứng bán được nền nào hết trơn. Hai năm nay bán được nền nào hết trơn á. Bây giờ là đúng cái chân cái là sao La Hậu luôn. Được không? Được, là bất động sản. Thầy nói á, là ông nghe mà mấy ông TikTok ông định nghĩa bất động sản là gì, ông biết sao? Hỏi là đâu biết thầy. Bất động là không có nhúc nhích đó. Sản là sản luôn á, hiểu không? Tức là bán được sản luôn á, gọi là bất động sản. Bất động là không nhúc nhích, đúng không? Mà không nhúc nhích ai mua, phải không? Phải nhúc nhích nè. Bất động sản là bất động rồi nó sản luôn, gọi là bất động sản. Rồi định nghĩa đó. Như vậy á thì ông đi cúng tùm lum la chân mà cũng giải không được. Nó không có gì, nó còn nguyên à. Giải không được gì hết. Rồi có mấy cái người ở bên quận 10 á, nói với thầy: thầy ơi, con sao xui, con khỏi cúng gì hết, con thử coi năm nay nó ra sao. Có nghĩa là năm nay là hạn tán tận. Rồi á, là sao thái bạch, hạn tán tận. Con coi dùng cái một con nhỏ mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu rồi. Năm nay con nguyện con theo Phật con tu, nên đó là sạch túi vậy thì thôi ăn chay luôn. Rồi hạn tán tận, mà tận thì thôi đi theo Phật luôn. Nghĩa là xả bỏ năm nay luôn. Nghĩa là ông cái cúng giấy ông gì hết chứ, ông coi bói coi gì hết trơn á. Thích làm, thích đi, thích khởi hành gì thôi, ông có cúng bái gì hết trơn á. Thử năm nay sao. Nói là trời ơi, từ đầu năm cuối năm đợi hoài mà không có chuyện gì xảy ra hết chứ. Gọi là không có chuyện gì xảy ra chứ, con ở bên Mỹ gửi tiền đều thái bạch mà sao không có nợ nần gì ái chứ, ngoài dư nữa chứ. Gọi là như vậy là con kinh nghiệm mà thầy ơi, mấy ông sao này là coi cái này là nó chất quốc ha, nó không có đúng. Cô nói gì đó, cô là kinh nghiệm bản thân á, là nó chất quốc là nó không có đúng. Còn cái ông kia đó thì ông nói đúng dữ dằn lắm thầy ơi. Đó, nói sao là xong, cái đô là dính cái đô là khỏi nhúc nhích dính là đúng dữ dằn lắm. Giờ biết tin ai giờ. Nghe ông ở quận 5 á thì nói khác. Rồi có quận 10 á thì nói khác. Quận 10 á là không cần cúng gì chân, cũng không có gì hết trơn á. Còn người kia là cũng muốn chết luôn mà cũng giải không được. Quý hiểu không? Cho nên á là mình cũng không biết tin ai, không biết đúng sai nó ra làm sao nữa. Quý thấy chưa? Hai vợ chồng bữa hổm á, thầy đi từ thiện ở dưới Cà Mau á, hai vợ chồng mới đi tới xem. Là thầy, con á, cũng ái mộ thầy dữ lắm, nhưng mà bữa nay gặp lần đầu, hai chồng gặp lần đầu, nên á, con thỉnh cầu một thầy một điều. Hỏi thỉnh cầu điều gì? Là thầy coi dùm coi hai vợ chồng con hợp không, hiểu không? Coi hai chồng con là mạng có kỵ không, có hợp không. Thầy là năm nay hai vợ chồng chú nhiêu rồi? Dạ ổng 81 con 78. Là mô Phật, hợp gì nữa mà hợp. Ơi ông chồng 81 bà vợ 78 mày hỏi thầy có hợp không. Là hồi cưới hồi nào? Là cưới hồi bả 16. Trời ơi, cưới 16 mà bây giờ tới 78 rồi mà còn coi hạp không? Cái cỡ này bấm chi cho nó lủng đầu móng tay của người ta, hiểu chưa? Tới đó mà còn coi hạp, bây giờ không hạp làm gì nè. Rồi hạp làm gì nè? Người ta coi cưới gã, người ta coi trước khi cưới mới á, là đi dọ ấy chứ. Trời ơi, hai chồng mà cưới hồi bà vợ hồi 16 tới nay 78 mà trừ ra coi nhiêu năm. Mà giờ rồi kêu thầy á là coi thử hai chồng có hợp, nó thôi đi, hai chồng hợp gì nữa không hợp, coi thử coi cung mạng có kỵ không. Là kỵ ông ngủm hồi nào tới giờ rồi chứ còn đâu đây nữa mà kỵ. Bởi vì có nhiều người có nhiều cái mà mình cười là nôn ruột luôn á. Như bữa hổm coi bệnh ở bên phòng thuốc, thầy coi bệnh có một cô kia kiểu gì vô cái thầy coi bệnh, bệnh gì, giấy khám bệnh đâu đâu đưa coi. Là không có giấy, mà không có giấy gì đau sao? Cô là không có đau sao chứ, là không đau sao đi khám làm gì? Cô là mặt nhăn quá à. Mà là thầy có thuốc gì sức với uống gì cho nó căng ra không? Ở nay cô nhiêu? 82.
Trời ơi, nó khổ dễ sợ luôn. 82 mà muốn căng. Bởi vì là nhầm khi á, dùng căng mà tới chừng mà nó nhão là không thể căng. Nó nhão với dùng khác nhau nha. Nó dùng mình còn căng, dùng còn căng là nhão hết căng. Không thật đó. Tức là nó dùng lại mình căng ra, dùng lại mình căng ra, léo lợi căng ra léo lợi thì nó thẳng. Còn mà nó nhão nhẹt cái còn cái gì nữa là 82 chắc nhão rồi. Cho nên cỡ này là hết thuốc gì nổi vậy. Cái này là thầy chạy. Gọi là thầy chạy đó. Ông thầy là ông thầy thuốc chạy, còn bác sĩ chê. Thì cỡ này á, da này là thầy chạy bác sĩ chê. Rồi trời ơi căng gì nổi nữa. Uống cả ký collagen vô chưa chắc gì nổi lại, mấy cái đầu collagen nó gãy nát hết trơn rồi. Còn ở đâu nữa, hiểu không? Nó nhão nhạch rồi. Nó không có gì á. Là thấy á, thường thường á, ta coi là trên 70 mà làm ta nghĩ coi này. Là 70 còn gì nữa, hên xui á, còn gì nữa coi, hiểu không quý vị? Nên bữa trước á, con kêu cắt nhà, không là thầy, con cất nhà con coi ngon lành dễ sợ luôn mà sao mà giờ vô xui quá trời xui luôn, không biết cái ngày đó có kỵ không, không biết ông thầy đó ông coi tới không, là sao mà không coi trước. Là bữa trước á, con coi đi coi 8 ông thầy mà 8 ông nói 8 cái ngày khác nhau, cho nên á là con về nhà con bốc thăm viết 8 ông thầy ra, tên 8 thầy ra. Rồi cũng đầu mới lắc bốc vô thăm dính ông thầy nào làm theo ông thầy đó. Là trời ơi đi coi mà coi 8 ông thầy mà 8 ông thầy ngày khác nhau, ông thằng nào cũng khác nhau chứ á. Vậy đó. Về dưới bữa hôm nay về có cái chuyện vui lắm. Tức là hai cái người này nè cưới gả với nhau quen nhau mười mấy năm rồi, bây giờ mới cưới. Bây giờ mới cưới mà cái cha mẹ đi coi. Coi ngay chân cái là bác sang tiệc mạng. Bác sang tiệc mạng là có người chết đó. Tức là cưới nhau có người chết rồi bác sang tiệc mạng. Cho nên hai người là sợ quá. Không biết làm sao chứ mà phải cưới. Tại không cưới không được. Tại có con rồi không cưới không được. Đúng không quý vị? Giờ kẹt quá không cưới không được. Thì coi chỉ coi cũng mười mấy ông. Mà ở trong đó cũng cả chục ông nói bác sang à. Còn ba ông kia á. Thì mấy ông nói là cái gì cũng có quá giải được hết trơn á, hiểu không? Tức là trong cái năm xấu thì cũng có ngày giờ tốt, không có sao chứ á. Cho nên á có là tuổi bác sang mình lấy khác mình trừ cấn lại cũng không sao chứ á. Có ông thầy á, ông là bây giờ á đưa ông 10 triệu đi. Ông cúng ông đổi từ bác sang thiệt mạng qua là tương sanh hết. Tức là ông vô cái bát quái càng khôn ông cúng ông đổi lại, ông xây dần nhật nguyệt ông đổi lại hết là bây giờ mạng kỵ cỡ nào kỵ cũng thành hạp hết. Người ta bởi vì ông thầy phải đỉnh vậy chứ còn thầy bình thường ấy lắc đầu sao được, đâu có gì, ta phải là thầy đỉnh vậy đó. Bác sang phải không, tiệc mạng phải không, lên mà đưa ông 10 triệu công cúng ông xây bát quái. Ông vô bắt quái ông xì lại cái là hết tiệt mạng đó là tuổi hạp luôn. Không gì thấy á, bởi vì người ta cúng lên là nó đỉnh vậy đó, cái độ càng khó thì tiện càng nhiều đó, người ta phải cúng vậy đó. Bây giờ á là tuổi kỵ và muốn cho tuổi hạp là cúng cái mắt xì xì càng khôn nhật nguyệt, bắt quái lên là xì ngược lại luôn đó. Cái đó là cái chuyện của ổng thôi chứ còn không có giọng có cúng hay không. Quý vị tin không? Cái cô gì ngoài Bắc á, coi trên mạng. Cái cô mình quận 4 nè ha, dám gửi người ta 15 triệu, chuyển tiền có 15 triệu để giải tam tai đó quý vị. Là mua đồ thế, mua bộ đồ thế, mua hình nhân, rồi á, là mua trầm hương xong để mà tống khứ xui xẻo đầu năm không quý vị. Là trầm đâu mà đi mua mà tống, không biết cô đó là cô nào dám gửi người ta 15 triệu đi mua cúng mà không có mặt mình đó luôn. Biết người ta có cúng không quý vị? Trời ơi sao mà dạy dưới tới 15 triệu chứ ít đâu, 15 triệu trời ơi, làm công nhân tháng lương có 7-8 triệu à. Tăng ca đêm dữ lắm lên tới 10 triệu, gửi 15 triệu đứt hết tháng gửi lương mà K3 rồi. Quý vị mà có giải được gì đâu, có biết người đó có giải gì không? Ở trên mạng không biết gì hết trơn. Quý vị mà dám gửi người ta 15 triệu để giải xui á, giải tam tai á quý vị.
Thiệt á, để 15 triệu người ta đi ra ngoài đường nè, thấy người nghèo, người già, cả lụm cụm, ta cho người ít, ít cộng lợi cũng đóng phước rồi quý vị. Còn mình chuyển người ta 15 triệu biết người ta có làm không? Đó, quý vị. Mà làm quan trọng có được không á, cái đó mới là quan trọng. Dẫu người ta có làm mà làm có được không? À, quý vị. Cho nên á, những cái gì mà chính mình làm và làm những cái phước gì đó, mình làm ở trên cái số tiền đó, cái phước gì đó, thì cái đó mới đem lại cho mình. Ví dụ mình niệm Phật câu, đó là cái của mình. Mình cho người ta 1.000 đồng, cái đó là phước của mình. Chứ còn là coi bói ở trên mạng này nọ là làm sao mình biết được không quý vị. Nội đi TikTok lên ghép làm sao á, nói thầy á là nó uống này chỉ có một thang một uống một lần một là dứt điểm này nọ, thầy có nói đâu. À, quý vị, nó cắt ghép miệng mình đang nhép nó cắt ghép cái chữ. Bây giờ ví dụ như á, nó cắt nha, ví dụ như á là chỉ uống một thang, cái nó cắt cái chữ chỉ của thầy nói á, nó cắt cái chữ uống trong cái băng giảng nào đó thì thường hay thầy lặp lại những cái từ vậy đó. À, rồi nó cắt cái số 1, nó cắt cái chữ thang, nó ghép 4 cái lại, nó đè lên cái, nó phát ngược vào lại, chỉ uống một thang, cái nó cắt cái chữ là bảo, với các chữ bảo, các chữ đảm, các chữ là, các chữ hết, các chữ bệnh, bắt đầu nó ghép lại, bắt đầu nó chạy một giọt đi, chỉ uống một thang, bảo đảm hết bệnh, không có gì. Thầy không nói câu đó, nhưng những chữ đó là chữ của thầy nói, bắt Linh nghe là thầy nói lòng lòng mà, rõ ràng luôn mà, hiểu không, nó làm cái đó đó. Rồi làm đó là người ta thua, giọng của thầy rõ ràng mà. Nó muốn nói gì cũng được, chứ mình nói nó thâu càng nhiều á thì là nó có nhiều dữ liệu. Mà băng giảng thầy biết bao nhiêu nè thì cái từ thầy nói ra đó nó rất là nhiều, muốn cái chữ gì cũng có chứ á. Nó nghe qua cắt có một chữ đó à, nó ghép với chữ kia. Chính thầy nói á. Rồi đầu mới đưa cái miệng của thầy á lên cho nhép, người ta đâu có để ý. Nên thấy nhép là nói ra. Bây giờ á, ông ở bên Trung Hoa, ông đóng phim, ông làm phim. Ví dụ mình coi phim Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa đi, người Việt Nam mình dịch mà mình thấy không, ông Tào Tháo mở miệng ra cái là nói tiếng Việt ra giống hệt như ông đang nói tiếng Việt, đúng không? Mà đó là ta phát âm á, là phát âm là tiếng Hoa chứ không phải là phát âm tiếng Việt đâu. Nhưng mà khi á là cái ông lồng tiếng, ông rất là hay, khi mở miệng ra cái ông nói theo, nên mình nhìn cái miệng mà mình còn không biết là nó có khớp với cái tiếng Việt mình hay không đó. Huống gì mà mình nói tiếng Việt nên nó lồng vô, nó thấy mình nhép là ngay hà. Có hiểu không? Chứ Thuyết Minh đó mà mình thấy mình còn không biết đó. Trời ơi, có đoạn Thuyết Minh phim Hồng Kông kìa, là cái giọng phim Hồng Kông khác. Còn cái giọng mà Thuyết Minh các cái phim lại là của Trung Hoa khác. Cho nên á là mình á cũng đừng có bao giờ mà lên mạng mà mình tin chết tin sống ở trên mạng đó quý vị. Cái dùng áp giả cắt ghép tất cả cái lên đó coi chơi cho vui thôi, đừng có bao giờ mà tin bán mạng ở trên đó. Thì thầy nói này nè, bói cũng vậy đó, bói nó còn giả hơn ở trên mạng đó nữa đó. Có nghĩa là người bói á, nên ông bà nói câu hay lắm, bói ra ma quét nhà ra rác. Bây giờ nhà mình sạch bon như quét hồi có rác, nhà sạch bon quét hồi có rác à. Còn bói hồi bắt đầu à, người này có người theo nè, không ở một sau lưng á, thấy có một cái bóng đen đen nó tóc ngắn theo nè, nó thấy không, tướng này cao nè, này có bói hồi là ra hả. Người này có người này theo, người kia có người theo. Quý vị có người nọ theo. Ai mà vậy theo? Quý vị theo làm gì? Thấy người ta hết hồn mà theo làm gì? Hiểu không? Đó, ta thấy ta sợ muốn chết luôn mà theo làm gì? Giống như á, bữa trước có cô ở trong quận 3, cổ mới là viết cái di chúc lại cho con của cổ. Cổ là má chết á, tụi bay đừng có thiêu, tao sợ nóng lắm. Đó không? Rồi á, là tụi bay chôn á, mà đừng có chôn trong hẻm, chôn ở mặt tiền á, chôn trong hẻm tao sợ ma. Cái mấy đứa nhỏ á, nó nghèo, nó là vợ trong thành phố, mà bây giờ á, chôn người ta cũng đâu có cho,
mà nếu có cho nữa mà những cái nghĩa địa mà chôn được người ta bán nền á, mà gần thành phố chừng nào thì nó mắc tiền chừng đó, mà con cái toàn chạy người ta ôm được không, mà đâu có đủ tiền mà mua được cái nền đâu, nó lo lắng, nó sợ hãi, hiểu không? Cái nó nói là trời ơi, bây giờ thầy đi ngang nói với má con sao chứ má con toàn nghe băng đĩa thầy không á, thầy khuyên sao chứ làm gì, là tụi con không có làm theo di chúc được, hiểu không? Cái bữa đó thầy gặp cổ, thầy nói là chết đâu có biết, ở đâu đâu có nóng. Bây giờ mình còn biết là nó còn biết nóng, còn hết biết đâu có biết nóng, đúng không? Phải chết là hết biết không? Bây giờ mình còn biết thì còn biết nóng, mà chết rồi thì nó hết biết nóng, hết biết là hết biết hết tất cả các cái, chứ không phải là hết biết cái này mà chỉ còn biết nóng, hiểu không? Hết là biết, chết là hết biết, là hết biết hết à. Thức mình hết biết là hết biết hết, chứ không phải là hết biết cái này mà còn hết biết nóng, còn biết nóng là không phải đâu. Nhưng mà còn cái vụ mà sợ ma á nghe, thầy nghĩ là con ma nó sợ cô á. Hỏi sao vậy? Hỏi cô đi là đi làm nghề gì? Là con cho tiền góp à, chết là thành ma, mà thầy sợ thành ma chúa quá, cho nên á lúc đó sợ mấy con ma kia nó sợ cô á. Thế đừng có nói mà cô phải sợ ma, hiểu không? Thế nó chết phải thành ma không, đúng không? Đó, mà nhầm khi là ma chúa à. Bây giờ nghe chửi lộn là dơ đó là ma đó, coi chừng ma chúa mấy con ma kia là nó sợ dữ lắm. Nên giờ chôn trong hẻm ở ngoài gì đừng có sợ, chứ là mấy con kia nó sợ mình chứ không phải là mình sợ nó, hiểu không? Đó, bây giờ là người á thì còn sợ, đúng không? Mà chết cũng là ma ngang nhau rồi, cho nên ma này coi chừng là ma chúa nè, chứ không phải ma bình thường đâu nghe. Cho nên á đừng có sợ, thôi là con cái nó muốn hái đâu đi thôi, nó mà giờ á là thiêu cho nó chắc ăn đi. Bây giờ đất đai đâu nữa, trong thành phố ai cho chôn nữa, đâu chôn à, có chôn người ta lén lén không á, chứ còn mà quy hoạch trong thành phố là ô nhiễm môi trường đồ sao, ta đâu có cho chôn, không có gì theo quy hoạch đó, còn là giờ người ta thiêu không à, à đâu có chôn, cho nên á thôi không có gì. Nên á mình á là đầu năm thường thường á người ta muốn cái gì cũng tốt đẹp, có nghĩa là nhất là ngày 1, 2 hoặc là ngày đầu năm, tuần đầu năm, tháng đầu năm, tức là có 3 cái quan niệm: ngày đầu năm, tuần đầu năm và tháng đầu năm. À, là một cái tháng đó, một cái tuần đó, một cái ngày đó mà mình giữ cái gì cũng tốt đẹp hết trơn á quý vị, là nguyên một năm tốt đẹp. À, người ta quan niệm vậy đó quý vị, cho nên người ta coi trước để người ta tránh, người ta né, người ta là thời ấy còn cần gì coi trước tránh né, ở nhà đóng cửa lại thì đâu có chuyện gì xảy ra, không hiểu không? Đi ra ngoài đường đâu mới có chuyện gì xảy ra, có cái lộn mới có chuyện gì xảy ra, chứ nhà đóng cửa đâu có chuyện gì xảy ra. Vậy mà trong chuyện 1001 đêm có chuyện xảy ra đó nghe, ông kia cũng coi bói. À, đầu năm á cái ông người cha đó đi lại coi bói, dẫn nhỏ con gái theo. Ông có con gái, ông là đại gia mà có con gái là trưởng giả ngày xưa đó, là có đứa gái duy nhất hà. Thì ông thầy bói á, ông lật ông bói qua bói lại, ông lắc tới lắc lui hồi ông ra. Còn con gái của ông á, à, trong vòng 3 tháng sẽ chết, mà chết bị nghiệp trâu chém chết. Ông nói nếu mà không có chuyện đó xảy ra là ông trưởng giả này là lợi đổ bàn thờ tổ của ông. Ông không dám, là cam đoan trạng mà. Đó, quý vị người ta nó bấm quẻ rồi mà, nó vô cung vô gì đó. Rồi ông trưởng giả ông sợ quá trời quá đất luôn. Ông bây giờ ông suy nghĩ. Thì lúc đó có ông quân sư Quạt Mo á, ông mới là mà sao kêu quân sư Quạt Mo ha. Ngày xưa mấy ông quân sư lấy cây mo á, cao á, rồi mới cắt là thành cây quạt. Thì ông nào mà không quạt mo, thấy Khổng Minh Gia Cát Lạng cũng quạt mo vậy. Không có gì mà sao mà chết cái mo cao của người ta nè. Cây cao nó đẹp như vậy đó, không có gì. Cây cao mà trồng ở sân nhà ha, cái nhà dưới quê ha, nhà ba gian ha, mà có hàng cao trước một cái ha, đó là vô thơ hàng mặt tử liền. Đó, nắng hàng cao nắng mới lên á, cây cao nó đẹp vậy đó mà dám ghép cái mo cao vô quân sư Quạt Mo. Bởi vì có người nào ban đầu bởi vì nó là gọi là ngắt, là làm chết ngắt cái mo cao của người ta luôn.
ông Quân Sư Bạc Mo mới nói là thôi giờ con trâu thì nó dưới đất, nên con gái của ông chủ á, ông để trên lầu là không bao giờ trâu chém được. Ông để qua 3 tháng là ông kia thua rồi, đúng không? Ông cho là tiểu thơ lên lầu 3 tháng, lên lầu rút cầu thang cho gia đình á, là làm cái gồng gọc á, kéo đồ ăn lên thôi. Châu hả, mày thua nha. Làm sao cầu thang thì nhầm khi nó còn leo lên được, đúng không? Còn bây giờ cho cất cái lầu 3, rút cầu thang, đem gồng gọc quay lên thôi, cho ở chỉnh là 3 tháng trời. Thì ở tới 2 tháng 29 ngày, rồi tháng đó tháng đủ mà, là tháng tới tháng 30. Ông trưởng giả là thôi ông này thua rồi, ngày mai còn ngày nữa là kể như thua đứt rồi. Thì con ổng ở trên lầu 3 á, quý vị, bắt đầu bữa đó trái đầu, xong cái dắt cái lược ở trên đầu nè, mới thấy trên nóc tủ á, có cái cây châm ở trên chảnh á, mà cất ở chảnh á, cái cổ mới leo lên ghế, cổ chồm lên cổ lấy cái cây châm, lấy làm sao mà nó lật cái ghế té xuống, cây lược đâm vô đầu chết. Tại ghim cái lược đầu á, mà lược làm bằng sừng trâu, cái lược nó làm bằng sừng trâu. Ngày xưa đó người ta cắt sừng trâu, người ta tiện á, cái lược là cắt bằng sừng trâu. Cho nên vì cái đó đó, ở trong chuyện á nha, nói rằng á là cái số á là không có tránh khỏi đó. Cho nên từ đó mà có những câu chuyện gì đó, người ta mới tin thầy bói dữ dằn lắm. Ta bói mà bói, người ta bói số không à, số mạng người này, số mạng người kia, số mạng người nọ, có gì số mạng người này, số mạng người kia nọ, nên đâu có cãi được đâu. Cho nên ta biết, muốn biết trước cái số mạng của chính mình, cho nên ta đi xem bói có cái mạng mình sao. Cho nên ta coi tử vi năm nay là tử vi năm sau, tử vi 3 năm, tử vi chọn đời. Ta bấm ra cái là tử vi chọn đời. Quý vị, nhân ở trong nhà Phật hình thành nên cái tương lai của một người, nó phụ thuộc vào nhân hiện tại. Nhân hiện tại của mình, nhân hiện tại của người ta là duyên hiện tại của mình, phụ thuộc vào là biệt nghiệp, phụ thuộc vào cộng nghiệp, biệt nghiệp quả, cộng nghiệp quả. Tức là cái quả báo của biệt nghiệp là của riêng cá nhân mình, và quả báo chung của tất cả mọi người, nó cộng lại nó mới ra cái tương lai. Cho nên cái mình làm cái gì là mình sẽ làm duyên cho người kia trả quả. Ví dụ mình quơ tay thôi, nhằm khi vô tình tát vào mặt ta cái bóp, người ta vừa đi tới, quý vị có bị cái đó chưa? Nhằm khi mình giật mình, mình quơ cái tay lên, ông kia ngoài sao đi tới, mình đấm vô mặt, ông sưng chù dù. Vậy thì cái nhân của mình gieo mà là cái duyên để ông trả quả kiếp trước của ông á. Kiếp trước ông cũng vô tình, ông đánh người ta, cho nên nó trở thành cái nhân. Bây giờ cái quả ông cũng bị vô tình, ông đánh lại. Nên ở trong kinh Phật có hai vị tỳ kheo đi khất thực ở trên núi, đi xuống á, đi xuống cái đường dốc này trên núi nè, đi xuống. Ông thầy đi sau bưng bình bát, ông điểm dấp cục đá, ông té tới ông xô cái ông thầy đi trước, là rớt xuống cái hẻm núi chết. Nào không có gì, ông đâu có cố ý đâu, ông đi, hai ông đi trên núi, đi xuống đây nè, ông dấp một cái ông chạy tới trước, thì dĩ nhiên ông xô ông kia là phản ứng tự nhiên, chứ đâu phải là ông cố ý ông giết ông kia đâu. Nhưng mà cuối cùng ông kia chết. Mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là hồi xưa đó hai người này là hai cha con. Cái mà người con á với người cha đi trên núi cũng xuống đây, nó dấp cục đất, vô tình là xô người cha đi xuống. Bây giờ sanh ra lại là hai vị thầy tỳ kheo tu, cho nên á cái người này á xô người kia, cái kiếp sau á người kia đầu thai lại xô lại người này, mà trong vô tình hết á. Cho nên á quả báo của vô tình là sẽ nhân của vô tình thì sẽ bị quả báo của vô tình, quý vị hiểu không? Cái cố ý thì bị cái cố ý, mà vô tình đó thì bị cái vô tình. Cho nên đó quý vị, chúng ta tại sao chúng ta lại vô tình gieo nhiều cái nhân, là tại vì chúng ta không có trí tuệ và chúng ta không có chánh niệm. Cho nên mình làm mà mình cũng không biết mình làm gì, mà những cái mình làm gì đó, thứ nhất là trong vô minh, vô minh là không biết. Nhưng mà khi mình nói một lời mà mình không biết cái lời đó làm đau người ta dữ lắm, mà mình đâu có cố ý đâu, đúng không?
Hoặc giả là mình đi ở trên đường nè, bây giờ mình đi ra sau giường đi chút xíu nè, con ốc sên nó bò qua cái đạp rớp xong, à, con cóc nó nhảy nhảy đạp cái lòi ruột người ta, thấy không? Nó bị hoài vậy. Rồi đi là con rít gì đó nó bò ngang, cuốn chiếu bò ngang là đạp cái chết ngắt người ta. Đó là vô tình. Có những cái vô tình do vô minh, có những cái vô tình do không chánh niệm. Không chánh niệm nghĩa là gì? Mình làm mà mình không có để ý tới cái việc mình làm, cho nên gọi là không chánh niệm, gọi là thất niệm. Trong nhà Phật gọi là thất niệm, là không có chánh niệm. Ví dụ như mình làm cái việc đó mà mình cũng không có để ý mình làm việc đó nữa, nhằm khi vô tình. Ví dụ thầy cũng bị nè, mở cửa ra ép thằng lằn dẹp đép cái cánh cửa mình á, mình mở cửa ra mình đóng lại, thì đóng lại cái cánh cửa nó kẹt, trời ơi kẹt tay đó, ở dưới quê gọi là kẹt tay vô cửa đó. Cửa đóng lại cái một con thằng lằn nó dẹp đép như ép chuối vậy đó, mà mình cũng không thấy. Mà bữa đó mình nghe kêu cái ép, mình tính đâu con gì nó kêu cái ép. Qua bữa sau mở cửa ra mới thấy nguyên thằng lằn nó dính lên trên, ở trên nó, trời ơi mình đọc chú quá trời quá đất luôn, mà không biết ông đi lúc đó ông đi rồi, mà giờ mình đọc chú trễ rồi, nó khô queo rồi. Nhưng mà bây giờ bữa đó mình mới thấy, chứ bữa đó mình đâu, bữa trước đâu có thấy. Về mình đọc chú nó khô queo luôn. Rồi bắt đầu là mình đi là đem xác ra đốt, mà thiêu, quả thiêu thằng lằn, rồi trì chú cầu siêu. Chứ làm sao giờ mình vô tình, chứ tôi đâu có cố ý đâu. Nên qua mấy bữa sau mở cửa, trước khi mở cửa phải dòm cái cánh cửa của có thằng lằn nào đó không, mình mới dám đóng lại. Nên nó cũng khổ, chạy vô chạy ra, chạy vô coi bên đây chạy ra coi bên kia có thằng lằn không. Đó là mình bắt đầu chánh niệm từ từ đó. Đi dưới chân, đi về dưới quê nè, nhà của ba thầy nè, đi nghe cái rớp ở dưới chân cái á, lấy điện thoại qua bật lên cái đèn chế độ đèn pin, nhìn cái nguyên cái con ốc sên nó bò ngang mình đạp cái dẹp lép, ổng còn nhúc nhích, trời ơi ổng nhúc nhích, ổng dãy dụ nhúc nhích, mà con ốc mà đạp thì làm sao mà cứu nữa, nó chết, nó không có cái vỏ bên ngoài, nó sống nhờ cái vỏ đó, mà giờ chết nó bể vỏ rồi đâu có còn gì nữa. Mình cũng tự trách mình là tại sao mình không có dòm xuống bước chân đi của mình á, ban đêm ba chớp ba nhán mà nhằm khi luống tuổi rồi. Rồi là bị cận thị, diễn thị, loạn thị tùm lum, cho nên mình đâu có nhìn rõ như là hồi mười mấy tuổi mà nhìn là xuyên thủng màn đêm đâu. Nên là giờ là mắt lem nhem, cho nên là đi đạp con gì. Nhưng mà cái đó cũng không phải đâu, đó là mình không có chánh niệm. Chạy lật chân úp bàn giò té rồi đó là không có chánh niệm hết đó. Đi dấp đá dấp này dấp kia nó có nhiều người á, không có gì. Đi ngang ngạch cửa dưới quê á, dướng vô ngạch cửa cấm đầu, quay lại lấy cái búa đập nát ngạch cửa. Giận quá đập nát ngạch cửa là trời ơi, cái ngạch cửa cái, đập là đập cái gì? Đập là đập chính mình á, chứ cái ngạch cửa nó có gì đâu. Thầy bữa trước thầy á, là đi tụng kinh nè, thấy ông kia ông đá con chó, đá bóp 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 con chó. Thầy nói trời ơi sao tự nhiên con chó mà đá nó dữ vậy. Ông nó nằm cản đường cản lối, đi ngang té muốn học gạch. Con chó nằm ngang đây nè, ông đi ngang ông dướng con chó ông té. Ông quay lại ông đá con chó, trời ơi quá trời. Nó nằm cản đường cản lối, thầy mới nói là ông mà vô duyên nghe, con chó nó nằm hồi sáng tới giờ đó rồi ông đi tới, chứ nó có chạy theo ông có cản đường ông đâu. Ông không coi dưới đất người ta đang nằm. Ông là nằm tầm bậy bạ nằm ở chân đường đi. Cái đường đi của con người thôi chứ đâu phải đường đi của con chó. Hiểu không? Con chó là cái nơi nó nằm, còn con người á là đường đi. Cho nên đó quý vị á là không phải là cái đường đi của mình, nhưng mà đó là chỗ nằm của con chó. Cho nên đó quý vị á là nhằm khi mình giận hờn sân si, nó như vậy. Những cái mà mình gây ra do mà mình cố ý hoặc do là mình vô tình. Cho nên á, nhằm khi cái mà mình vô tình do vô minh á, thì gắng cố gắng tu cho nó hết vô minh rồi hết vô tình đó. Ví dụ mình nói rằng lời có biết người ta khổ hay là vui không, nhằm khi mình không biết á. Mình nói lời nhằm khi nói chơi. Thầy vô bệnh viện nè, thầy thăm bệnh nè. Hai người bạn đi thăm bệnh đó không có gì. Mà ông kia ông bệnh sơ gan, ông nằm trong bệnh viện á. Ông bạn thân dữ lắm, mới đi vô gặp bạn mình á. Ê mày bệnh chưa chết hả?
Thì nó đi thăm bệnh mà nói kỳ, hồi xưa đi nhậu nói câu đó được. Lúc đi nhậu hai người khỏe mạnh hết, nó nói không sao chứ á. À, nói này chết sống hay gì không sao, chứ mà người ta đang bị sơ gan, nói một câu một ta giật mình liền. Quý vị hiểu không? Mình vô tình thôi, nói ra một câu. Nhớ những người khỏe mạnh khác thì họ không có gì, chứ câu đó bạn bè nói nhau là bình thường. Nhưng mà bây giờ đối với người bệnh, họ ghim trong lòng của họ, họ hoảng hốt, họ sợ hãi, họ cho đó là cái điềm chẳng lành khi người bạn nói ra điều đó. Cho nên họ nớm nhầm khi bệnh chưa chết mà lo sợ đã chết rồi đó. Nên mình vô tình mình làm khổ đau cho người ta bằng cái lời nói. Đó là do vô minh á. Vô minh không biết chính cái lời nói của mình gây ra đau thương cho người khác. Mình đó là do vô minh á. Cho nên cái đó phải có kinh nghiệm và có trí tuệ mình mới có thể hết cái vô minh đó, lời nói hoặc là hành động của mình. Có nhiều người gặp người khác á, là cái hành động của mình. Hành động của mình nó với hai cái hành động. Một hành động tỉnh và hành động động. Hành động tỉnh là gì? Ví dụ người ta hỏi mình nín thinh à. Có phải là hành động? Hành động đó. Mình đang hành động tức là mình đang cố nín thinh. Mình nín thinh mình làm cho người ta rất rất đau. Mình có thấy nhầm khi cái đó chưa? Hỏi người ta về nhà má, má ăn cơm chưa má? Không nói gì hết, không nói gì hết. Hỏi lời má, má ăn cơm chưa má? Không nói gì hết. Má đói bụng không má? Không nói gì hết. Má có tiền xài không má? Không nói gì hết. Đứa con nó bắt đầu nó run rẩy. Vì thấy không? Nhầm khi mình im lặng, không nói gì hết, đó vẫn là hành động, hành động im lặng. Cho nên người ta phản ứng với hai cái hành động. Hành động động và hành động tỉnh đều là phản ứng hết. Có những người hành động tỉnh là đang nhắn tin ta, đang nhắn tin ta. Tới một cái là không nhắn một tin nào, không gọi một cái là cuộc điện thoại nào, tin không? Đó vẫn là hành động đấy. Quý vị có để ý tới đó không? Hành động đấy. Hàng ngày nhắn tin ta, nhắn qua nhắn lại, khỏe không, tắm chưa, ăn cơm chưa, uống nước chưa, này nọ quá trời luôn. Bữa đó không thấy một cái tin nào hết, lặng nhìn trời thu, lòng nhớ thương ai luôn. Đó là hành động đó. Cho nên chính cái hành động của mình có thể là vô minh, có thể là cố ý. À, quý vị có thể là vô tình. Vô tình trong vô minh, vô tình trong cái không chánh niệm. Mình làm đau thương cho người ta. Chứ đừng có nói là tôi đâu có làm gì, tôi đâu có làm gì đâu. Chính ông không làm gì, ông giết người ta. Bây giờ không làm gì nè. Thấy nhỏ rớt xong, tôi không có làm gì hết á. Giết người ta không? Quý vị hiểu không? Rồi đổ thừa tại sao thấy chết mà không cứu? Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu làm đâu, đổ thừa tôi. Tôi ngồi tôi chơi, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu có làm gì dính dáng ai đâu. Nhỏ té kể một bên, quý vị hiểu không? Cho nên đừng có bao giờ nói là tôi không nói gì, tôi không làm gì hết, thì tôi không có tội gì hết. Đừng, không phải đâu. Không nói không làm, nhưng mà đó là làm ở trong tĩnh lặng. Còn cái làm ở trong động. Nhằm khi á, là lấy cây đánh người ta à, quý vị, thì cái đó mình nói là làm. Không đánh ai hết. Bạn mình dọc đường bên kia dí đánh, mình không đánh ai hết. Đáng lẽ mình nhảy ra mình quánh lại anh thì mình cứu được bạn mình rồi, giờ không, mình không đánh ai hết. Thua chưa? Bạn bị đánh. Quý vị hiểu không? Cho nên đó, đừng có nói là không làm á, nó là tốt. Hoặc là làm là tốt. Mà tốt nhất á, là gì? Làm hoặc không làm đem lại lợi ích cho mình và cho người khác, đó mới là tốt nhất. Làm hoặc không làm, có thể im lặng hoặc có thể nói, có thể hành động hoặc không hành động, mà làm lợi cho mình và cho người, thì cái đó mới là cái tốt, chứ không phải làm hay không làm. À, nhầm khi người ta tính là tôi đâu có làm gì, tôi đâu có làm gì. Ông không có làm nhưng mà ông xô người ta xuống sông, không có làm gì hết, mà chính cái hành động không làm mình ta nhảy sông, tin không? À, quý vị, nhầm khi là nói tình, người ta nói nhắn tin, mà nhắn tin nó tối tấp, mà nhắn hoài từ sáng chiều nó không trả lời, áp lực quá nó nhảy sông. Nó mượn tiền, mình hứa cho nó mượn tiền 1 tỷ trả nợ, mà tới giờ người ta đòi nợ sát bên, giờ nhắn tin nó không trả lời,
nó không làm đó, nó đâu có bấm đâu, nó đâu có làm gì đâu, không đâu có làm gì đâu, nó đâu có bấm trả lời gì lại đâu. Từ sáng nó nhắn tới chiều, sáng chiều bên đây thúc 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 nó nhảy xong. Ờ, ông không làm cho nó nhảy xong đó. Phải chi á, ông nhắn tin một tin đi, là bây giờ tao không có tiền, à, mày kiếm chỗ khác đi, nó cũng biết cái tin để nó tầm cái phương khác, hiểu không? Còn này nín thinh luôn, nó không biết là bữa trước mình hứa, mà giờ không biết có cho hay không, không có trả lời một câu nào hết, chẳng thà trả lời cho người ta một câu để người ta biết đường, biết xá, biết ngõ. À, bởi vì có nhiều người lặng luôn, 1, 2, 3 biến, gọi là hết biết đường biết xá, lặng luôn, thấy đường xá ở đâu hết trơn, không có gì. Chính cái biến của mình cũng làm ta nhảy xong, thấy không? Cho nên đó là vô minh. Cho nên một người vô minh là gây khổ cho người ta nhiều nhất. Hành động cũng làm khổ cho người ta, mà im lặng cũng làm khổ cho người ta. Quý vị có tỉnh đó không? Cho nên đó quý vị, mình sống gần một người trí tuệ á, mình mới được hạnh phúc. Còn sống gần một người vô minh á, là mình đau khổ dai dai, đau khổ dài dài. Nên tại sao sống gần người yêu vẫn khổ? Là tại vì ông người yêu ông vô minh. Quý vị hiểu không? Cho nên nhầm khi yêu dữ lắm, yêu gọi là yêu bán mạng luôn á, nhưng mà vẫn làm đau khổ cho người khác. À, là tại sao chính ông vô minh nên ông hành động nó không phải vậy. Quý vị, chính ông thương quá cái ông là không cho ai nhắn tin tới, không có cho bắt điện thoại ai, không có cho nói chuyện với ai, không có cho gần ai. Thương quá mà, đúng không? Thầy gặp một cái rồi nè, ở dưới Cà Mau á, có cô đó lấy chồng. À, lấy chồng, ông chồng ông thương đến nỗi mà đi đâu ông cố kè bên chân ông gì. Nói thì nó hơi thô một chút xíu nữa. Đi toilet ông ngồi ngoài trước. Ông đi xe là ông đẩy ngoài sau. Ông chạy tàu là ông bắt ngồi xuồng ngồi mũi. Ờ, à, ông chạy vậy đó. Lấy đâu đâu chưa đầy năm nữa. Cái cô kia mang thai. Cổ chịu hết nổi rồi. Cổ thôi, đang mang thai mà cổ thôi đó. Cổ nhà hỏi sao, cổ la giờ bắt giống ở tù quá, giờ không có gì nhúc nhích gì được chứ. Thậm chí mẹ ông nhắn, mẹ cổ nhắn tin lại, ông cũng bóc lên ông coi, ông kiểm tra tin của ai nữa. Ông thương thiệt, nói thật là ông thương thiệt, ông đóng thương mà thương tí. Gọi là mù quáng luôn á. Rồi là ông kiểm soát hết tất cả tin nhắn, cái gì ông quý như vàng như ngọc, sợ người ta nhắn cái tin cái nó cúp mất vợ vậy đó. Cái dạng vậy đó chịu không nổi. Rồi cô này á là quyết định là thôi bỏ đi, à, thôi. Mà bây giờ á là đứa con trong bụng nó căng, là căng chỗ đó đó. Nên á cổ là bây giờ thôi vậy, đứa con sanh ra sao? Cái cổ muốn đi là bỏ đứa con. Thì lúc đó đó thì có thầy với mấy thầy với mấy mà sư ở trong chùa ảnh gặp trường hợp đó, bữa đó đi chùa à. Thầy mới là thôi có chồng có đàng hoàng đâu có sợ gì đâu. Sanh đi. Nếu mà không nuôi á thì gửi vô chùa chúng với thầy. Với thầy đó, cái hỏi mấy ông thầy là mấy ông chịu nuôi không? Là chịu. Rồi đó mày sanh đi, con cổ có chồng đàng hoàng mà sợ gì? Hiểu không? Sanh đi. Chứ gì như không mày, mình không nghe thôi chứ nghe là mình phải cứu chứ. Thầy là cứu được mấy trường hợp đó. Cái trường hợp ở Bạc Liêu nha. Cái cô này là có năm đứa con mà năm trai không à. Sanh ra đứa thứ sáu gọi là ngoài ý muốn. Cho nên đó, cổ muốn là đi bỏ đứa thứ sáu. Cũng nghe ai đó đi chùa nói lại đó, thầy mới la trời cho tội nghiệp quá vậy sao được. Thầy là thôi giờ đó, mà không nuôi thì là cho thầy đó, để với thầy nuôi đó, chứ ở đâu có chồng con đàng hoàng sợ gì đó. Bây giờ gọi là gì ha, giờ nuôi hết nổi rồi, năm đứa nuôi hết nổi rồi, giờ là sanh cho chùa đây rồi mấy thầy nhận cho. Đâu có gì mà sao mà cỡ 3 năm sau không thấy mặt cổ đâu chứ, là sanh con đó, sanh con 3 tuổi nữa không thấy mặt đâu chứ. Cái bữa đó điền cái đám, cái cổ đi cái chùa, thầy cũng đi tới chùa đó, cổ lại tới đó trước, cái thầy lại sau, cổ túm nhỏ cổ chạy không ôm con á chạy. Cái thầy mới hỏi mấy cô kia là làm gì gặp thầy sợ gì, sợ dữ gì đó. Cái mẹ cổ nói là thầy ơi, thầy nó sợ thầy bắt con nó. Là ủa thầy quên tiêu, thầy không nhớ chuyện gì nữa. Tại vì lúc trước á hứa là sanh đứa đó ra là cho quý thầy, cho nên nó bây giờ sanh đứa đó ra, thứ nhất nó đẹp trai, thứ hai nó khôn, nó mới biết nói chuyện thôi mà nó nói chuyện câu nào là chắc giá câu đó đó.
và sanh đó ra làm ăn lên luôn, nhà làm ăn lên luôn, giàu luôn, à, làm gì cũng thuận hết, à, mà nó rất đẹp trai, mà nó ăn nói nói chung cái gì cũng ưng ý, chừng nguyên dòng họ là khoái đó hết, à, thấy dữ dằn không, sanh ra con đó đó đó. Rồi cổ đâu có chịu giáo, mình nói vậy là cho cổ sanh thôi chứ đâu phải mình muốn bắt đó đâu, mà cổ sợ, trời ơi cổ sợ, gặp thầy một cái một ôm nhỏ xách nách chạy, gọi là chạy không chào gì là chạy là sợ bắt. À, đó, trời ơi sao mà khờ dữ vậy? Mấy thầy nói đó là chẳng qua muốn cứu nhỏ thôi chứ đâu phải là về tôi nuôi có rảnh đâu nuôi, hiểu không? À, nhưng mà cho cũng bắt mình hứa rồi thì cho cũng nuôi, hiểu không? Nhưng mà dù thì nói một câu đi lên thầy, à, thầy bữa trước con lỡ hứa vậy nhưng giờ con thấy ấy vậy coi con xin lại vậy thôi, ai mà bắt làm gì, hiểu không? Thầy mới kêu á là mẹ có là về nói cậu đi gặp thầy đi đừng bắt lại hứa. Nói thầy, thầy bữa trước con cho thầy, giờ con xin lại, rồi thầy cho lại, sống. Vậy thôi, xin đàng hoàng mà cho đàng hoàng, xin đàng hoàng thôi, cũng lại nói thôi. À, có làm sao đâu, đúng không? Đâu có gì. Cho nên là sống ở trên đời mình do vô minh, mình hay làm khổ nhiều người lắm. Cho nên ta tu tập trí tuệ ta mở khai ra, bớt làm khổ người khác hơn. À, còn tất cả những cái làm khổ do vô minh hoặc là do mà mình sơ ý, tức là không có chánh niệm á, như đạp con này con kia là không có chánh niệm đó, đi dấp té làm cho thân mình nó khổ á, lật bằng giò đó là thân mình không có chánh niệm. Mình làm gì phải biết đó, mình làm không biết là mình đang nghĩ gì tầm bậy bạ, nhà khi bước xuống cầu thang hụt cái cắm đầu luôn, có nghĩa là không có chánh niệm. Mình bước từng bước phải lên trên nền, làm biết lên trên nền, bước lên biết bước lướt lên, bước xuống biết bước xuống. Khi mà học kinh Phật rồi biết biết chánh niệm sao, Đức Phật dạy làm gì biết đó là chánh niệm đó, chánh niệm tỉnh giác, làm gì biết cái đó. Thì người đang chánh niệm tỉnh giác là trí tuệ phát sanh và không có phiền não. Còn người đang thất niệm thì rất là phiền não và trí tuệ không có sanh. Cái người thất niệm là người suy nghĩ lung tung á, là u ám lắm, tâm u ám, mặt đen tối. Còn người á mà chánh niệm tỉnh giác mặt sáng ra. Cho nên nhìn người mà có chánh niệm mà có tu trí phát ra nó mặt sáng giới. Sáng này không phải là bằng kem, là sáng là thần thái. Cái thần thái sáng á, nhằm khi cái người á là tấp kem son đồ lên mà mặt vẫn tối thui. À, còn người á mà cái mặt nhằm khi đen thui nhưng mà ta lại sáng. À, sáng đó sáng bằng thần thái. Cho nên cái người có cái thần thái không có giả được. Có thể là mình đập mặt tiền, mình xây lại đồ thì được, nhưng mà cái thần thái không đập được. Dầu cho mũi cao hay là mũi xẹp gì thì cái thần thái nó vẫn là thần thái. Nên nhầm người có người mũi xẹp lép vẫn là thần thái, mà đun dên lên mũi cao lên vẫn không có thần thái. Ừ, hiểu không? Cái thần thái nó khác. Nó thoát ra từ tâm. Cái thần thái nó thoát ra từ tâm và nghiệp của người đó. Cái nghiệp thiện của người đó và cái những cái tâm tốt của người đó nó sẽ thoát ra cái thần thái phía bên ngoài. Cho nên người nào thường xuyên niệm Phật hay tu ngồi thiền chánh niệm tỉnh giác, cái thần thái nó toát ra bên ngoài. Mình cũng vậy nè, lúc mình quên tu mình nhìn vô cái mặt mình cái mình còn ớn nè, hiểu không? Đó, mình nhìn vô gương cái mặt mình còn ớn á, tức là không tu. Còn mình tu một thời gian thấy mặt mình nó hiền, tự mình thấy mình nó hiền. Cho nên có cái câu chuyện chiều cái ông đó ngồi ăn cơm với vợ, bà vợ là anh ơi, mình em làm công việc nhiều quá, mấy lâu nay em không có dịp em soi gương. Hồi chiều quá em soi gương một cái một em nhìn em sực giật mình, em sợ luôn á, em thấy sao nó già chát, cái mặt em sao thấy nó hung dữ làm sao đâu, cấp này quên tu nó hung dữ làm sao đâu á, nên em tới giờ em còn sợ đó. Nhìn mặt em còn sợ đó. Cái ông chồng nói nè, em nhìn em có một lần em sợ vậy mà anh nhìn em hằng ngày. Hiểu không? À, vậy là hiểu, vậy là được rồi. Cho nên mình cũng phải có thần thái, cũng phải có cái tâm tốt một chút, có tu một chút, cái mặt mình nó hiền xuống. Cái thần thái hiền nhầm khi cái mặt mình là cái chân mày tướng nó dích ngược lên. Nhưng mà khi mình tu á, chân mày mình vẫn như ít ngược lên, nhưng cái thần thái mình nó hiền. Từ cử chỉ, lời nói, hành động. Bây giờ ví dụ nè ha. À, để dĩa kẹo mút ở đó cho thỉnh. Mấy em ra vô thỉnh nói, à, con lấy đi con. Hoặc là mình không chú cho lấy là ăn nhiều này không tốt ngay con ăn khác ngay con. Thấy không? Cái đó là xuất phát từ cái tâm gì? Đầy lòng yêu thương.
lấy gì lấy hoài. Thằng nhỏ vô quất một câu một hết thần thái, hết thần hết thái luôn. À, trời ơi xanh lét mặt mày đi ra lấp lé luôn, từ đó nó nhìn mình nó như là ác quỷ luôn. Quý hiểu không? Có thằng em nhỏ vô lấy cho thằng cây kẹo mà đúng uy tín thiệt, lấy đúng một cây, tức là bản nó cho thằng cây kẹo lấy đúng một cây, nhưng mà mình đâu có nói lấy mấy lần, nó vô 8 lần nó lấy đúng một cây. Đáng lẽ lấy một lần nhiều cây đi không, tại vì mình cho lấy một lần có một cây hà, lấy con lấy một cây kẹo, một người một cây, hiểu chưa? Lấy cũng đúng một cây à, nhỏ xíu mới có 3 tuổi thôi mà uy tín nha, làm ăn uy tín đó, chứ không phải chơi đâu. Lấy đúng một cây, mẹ lấy hai cây đưa, dứt khoát không lấy. Ông thầy nói một cây là con lấy một cây thôi, mà nó ra vô lấy 8 lần, ra đâu 10 phút ông quay vô lấy đúng một cây tiếp. Ông đi ra 10 phút ông quay vô lấy đúng cây, thầy cộng lại là đúng 8 lần 8 cây. Hồi hôm qua một Tết, bởi vì ta uy tín mà. Nói là phải uy tín. Nói một lần một cây là một lần một cây thôi, mà tôi lấy 8 lần. Thay vì lần lấy 8 cây cho nó rồi đi, tại vì mình quy định cho người lần có 1 cây hà. Còn muốn lấy 2 cây phải xin, khỏi xin luôn. Tôi lấy một lần một cây uy tín, nhào ra nhào vô 8 lần. Hồi sáng này xuất hiện tiếp, lấy 4 lần nữa. Trời ơi chắc chuyến này là qua cái Tết này chắc là nhỏ nói khang tiếng luôn. Cái kẹo nó ngon không không biết mà trời khoái, xong nút hết cây là vô lấy hết, vô lấy mà uy tín lấy con lần thôi. Vậy mình thấy uy tín vậy cũng được. Cho nên đó quý vị thấy á, khi mà mình hành động, cái lời nói cử chỉ là mình đầy lòng yêu thương nó khác. Còn không đầy lòng thương mặt mình nó hầm mình nói mình lườm ta cái là nó sợ dữ lắm. À, còn cái mặt yêu thương á, mình nhìn làm biết mặt yêu thương, mình nhìn cái ha, cười không thương với cười thương nó khác. À, cười mà giận nó khác. À, nên nụ cười nó có nhiều cái nụ cười lắm, ta tính ra tới 136 nụ cười khác nhau lắm, hiểu không? Cười kính nể nè, cười khi dễ nè, cười ngạo nghễ nè, rồi là cười mím chi nè, rồi là cười duyên nè đó, rồi cười xã giao nè đó, nhiều cái nụ cười khác nhau đó, mà ta tính đi cộng tính cộng đi cộng lại là có 136 nụ cười khác nhau. Rồi cười hở răng nè, cười ra tiếng nè, cười không ra tiếng nè. À, nên cái miệng mình thôi đó, nhép qua nhép lại, đẩy tới đẩy lui. Rồi có nhiều người cười mà bụm cái môi xuống, mà bậm hai cái môi xuống mà vẫn cười, đang cười bậm môi xuống. À, có gì? Còn có nhiều người cười chề cái môi như cái nón kết ra. À, đó, tức là mình thấy cái miệng người ta cười, mình đọc được cái tâm của người ta. Thấy không? Nhìn cái nụ cười mà cười chề cái môi ra biết cười khi dễ rồi. Thấy không? Còn cười mà quết cái môi lên biết là cười ngạo nghễ à, đúng không? Còn cười cái đó, bình thường á, mình cười cái duyên dáng đó là cười kính nể, yeah. Còn cười nhích cái mép bên thôi là cười xã giao, cười xã giao giật cái mép bên cái miệng mình bên thôi là cười xã giao, là cười xả cái dao của người ta đó, đó là cười xã giao. Cho nên nhìn cái cười là mình biết liền ha, nên nhìn ai mà cười là cái mặt cười là đừng có bao giờ thoát khỏi. Người ta nhìn, người ta đoán tâm liền, nhìn tướng biết tâm liền. Nên mọi người, còn cái dạng cười mà không dám cười nữa chứ, muốn cười dữ lắm mà không có dám cười. À, tức là cười ém á, nó cười ém rồi đầu chút tới cười bung. À, nên có nhiều cái cười lắm. Mình quay phim á, quay phim mình coi người ta coi cái nụ cười là mình biết cái tâm trạng người ta làm sao. Cho nên đó quý vị á, là thấy á, cái quan trọng là ở trong cái tâm mình á. Cái tâm mình nghĩ cái gì, cái tâm mình muốn cái gì, cái tâm mình á, làm cái gì nó mới là quan trọng. Còn tất cả những cái bên ngoài nó không phải là quan trọng. Tại vì tâm á, nó sanh tướng và tâm quyết định cảnh giới. Tâm nó quyết định nghiệp, tâm quyết định nghiệp, tâm sanh tướng, tâm quyết định cảnh giới. Mình làm gì là do tâm mình đó. Nên tâm nó sanh ra nghiệp, tâm nó quyết định cảnh giới, tâm nó dẫn mình đi cảnh giới. Tâm quyết định nghiệp, tâm quyết định cảnh giới.
tâm sanh ra tướng. Cái tâm tốt á, cái tướng nó đẹp lắm. Còn tâm mình không tốt, mình tính mưu mô kế độc, chọt tới chọt lui luôn, mình nhìn một cái nó xấu dữ dằn. Người ta không có gì, nhằm khi chi tiết nào cũng đẹp nhưng mà tổng thể xấu. Nhằm người chi tiết nào cũng không đẹp mà tổng thể nó lại đẹp. Vì gì tin không? À, chi tiết là gì? Con mắt rất đẹp, lỗ mũi rất đẹp, cái gì cũng rất đẹp, nhìn mặt xấu. Nhằm khi lỗ mũi gãy, gần mắt mí, rồi môi mỏ nhọn gì tùm lum, mình đưa lên khuôn mặt cái xong nó xứng, nhìn cái là nó đẹp. À, có hiểu không? À, như vậy đẹp cũng chưa chắc phải là chi tiết, mà đẹp á, nó còn sự hài hòa. Và đẹp nó còn thần thái. Thần thái dính tâm và hài hòa dính tới nghiệp. Ví dụ như hồi xưa mình làm gì làm đều hết á, mặt mình nó đều hết, nó hài hòa. Còn giờ mình ghét á, thì làm khác, thương làm khác. Ghét cái mặt mình nắng nó không hài hòa. Bây giờ thương cho cái gì cũng cho, mà ghét cái gì cũng không cho, chứ cái mặt mình kiếp sau là bắt đầu nó không hài hòa đó. À, có lòng mũi thì cao lên, mã mắt á, thì nó nhỏ xuống rồi đó. À, nó không có hài hòa theo, thấy không? Cho nên mình làm gì làm điều để giúp ta điều tâm bình đẳng chút xíu, nên mặt mình nó hài hòa một chút. Mà cho nên không có gì, cái người cái mặt hài hòa không cần phải sửa gì hết, nó đã hài hòa rồi không cần sửa. Cho nên người càng hài hòa chừng nào sửa càng chết quất. À, không có gì, cái này là tự thầy nghiên cứu, này nghiên cứu lắm à, dữ lắm à. À, nhìn trong ma y thần tướng rồi đó, mình nghiên cứu nó ra. Nên tâm á, mình sanh tướng. Cái tướng của mình đẹp hay không á, là thần thái đẹp không là do tâm. Cho nên mình ngồi mình nghĩ tới Phật, mình niệm Phật, hoặc mình ngồi thiền rồi ha, mình đi chùa ha, mình quan hỷ nha. À, rồi cái tâm mình á, muốn giúp đỡ người ta, tâm mình muốn làm phước. Ví dụ mình đi công quả, mình muốn giúp cho chùa, giúp cho bá gia, bá tánh chúng sanh. Rồi mình lên mình tụng kinh đó là muốn cho mình tu tâm dưỡng tánh ha. Rồi mình nhẫn nhục, rồi mình từ bi đó, tự nhiên mình toát ra ở phía ngoài. À, nam thì như ông tiên, nữ như bà tiên vậy đó ha. Nhìn vô một cái quan hỷ quá, quan hỷ quá. Còn mình nhìn vô mình gọi là quạo quọ, là ba lá sát đang nhập vô, trời ơi nhìn thấy ớn nổi gây ốc mà nổi da gà luôn. À, có gì nhìn đó là mình chạy đi 16m50. Cho nên nụ cười nó sẽ thú nhận nhiều điều lộ ra bên ngoài, nhưng ánh mắt thì không thể giấu người ta được gì cả. Nên bữa nào có cái mà thời gian á, phải nói về tâm nó lộ ra nụ cười, tâm lộ ra ánh mắt, tâm lộ ra biểu cảm như thế nào. Cho nên á, là người ta nhìn là người ta biết tướng, nhìn tướng là người ta biết tâm liền, giấu đường nào giấu. Vì ông trộm là lắm lét này, ông trộm nè, hiểu không? Đó, gọi người mà liếc biết là gian đó, hiểu không? Cho nên đừng có bao giờ muốn không làm người gian, đừng bao giờ liếc người ta. Liếc nửa lưỡi lam, liếc phần tư lưỡi lam, liếc nó mỏng dánh, liếc nó dày, nhiều cách liếc khác nhau, hiểu không? Còn nhìn á, thôi không ấy nữa. Nhìn á, có nhiều người nhìn người ta mà mắt không dám nhìn người ta, mắt ngó xuống. Nhìn người ta mắt ngó xuống. Có nhiều người nhìn á mà nhìn thẳng vô mặt người ta. Có nhiều người á, nhìn là nhìn chằm chằm là không có rời điểm đối tượng, hiểu không? Có nhiều người nhìn ta mặt quạo, có nhiều người nhìn ta mà mặt cười. Nhiều kiểu lắm, nói lên nhiều cái tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều do tâm của mình quyết định hết. Cho nên tâm mình quyết định tướng, đẹp xấu là do tâm. Kiếp trước sanh kiếp sau, tâm tốt thì sanh ra tướng đẹp. Còn trong kiếp này lã sanh ra tướng rồi, mà tướng có đẹp gì thần thái là do tâm. Nên tâm á, nó quyết định tướng, tâm nó quyết định nghiệp. Ví dụ do nghiệp ác hay thiện là do mình giữ tâm thiện, tâm ác ở trong lòng nhiều. Nếu mình giữ tâm ác ở trong lòng nhiều thời gian thì chúng ta tạo nhiều nghiệp ác. Mình giữ tâm thiện trong lòng nhiều thời gian thì chúng ta tạo nhiều nghiệp thiện. Đó, tiền ác á, là chính do mình giữ tâm thiện ác ở trong lòng mình nhiều thì nó sẽ quyết định cái thiện ác ở trong tâm của mình. Và tâm sanh cảnh giới. Ví dụ như mình muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mình không có tâm cực lạc Tây Phương làm sao giảng. Đó, có gì không? Mà tâm cực lạc Tây Phương là tâm tịnh độ. Và tâm tịnh là gì? Tâm tịnh là tâm không có phiền não. Cho nên niệm Phật nhất tâm bất loạn là không có phiền não đó, mới sanh được Tây Phương Cực Lạc. Nó phải có đạo lý nhìn Phật Pháp, mà tầm cái lý hỏi làm sao ta phải tu hành. À, quý vị như vậy á, thì
là mình thấy là nếu mình đang đi ở tâm nào, ví dụ đi ở tâm từ sanh cõi trời, tâm bi sanh cõi trời, tâm thiền sanh cõi trời, tâm định sanh cõi trời, tâm đại thiện sanh cõi trời. Tại là những tâm đó sanh đi cảnh giới, nên tâm sanh cảnh giới là chỗ đó, người ta ra đi với tâm nào. Cho nên người ta tu tập, người ta luyện, người ta giữ những cái tâm sanh cảnh giới cao và giữ tâm sanh cảnh giới giải thoát, là hướng đến giải giải thoát. Cho nên ta luyện, ta tu đó. Còn mà tâm ngục tù nha, tâm tham lam, tâm giận hờn, tâm ghét ghen, tâm gì nó chặt bầm chém nó, dục ra dục vô, dục ra bỏ, ta gọi là viễn ly. Viễn ly là rời xa. Rồi là đoạn diệt, rồi từ bỏ. Đoạn diệt là chặt đứt nó. Cho nên những người ta tu, người ta nắm được cái đó rồi đó, cái gì cái khởi lên tâm giận lên cái là ta chặt liền. Hờn chặt liền, ghét chặt liền, ghen chặt liền, tham chặt liền, ích kỷ chặt liền, hẹp hòi chặt liền, chặt bực chỗ đó. Tuy rằng nó chưa có hết, nhưng mà nó giảm cái cường độ, tức là nó nhỏ xuống, nó giảm về tần suất. Tần suất là khả năng xuất hiện trong một giờ hoặc trong một ngày, còn cường độ là độ lớn của nó. Cho nên nó mới sanh ra mình diệt, thì mình giảm cả tần suất và cường độ. Mà tần suất và cường độ giảm thì tâm nó yếu đi. Cho nên ví dụ như mình cái tâm ghen, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm khi dễ, tâm nịnh, tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, tâm đố kỵ, dần dần nó có đó. Mình thấy nó là mình đập nó cho bằng được, đập nhiều cách khác nhau. Quý vị đọc cái bài kinh đó, mà tất cả các lậu hoặc đó, mới thấy Đức Phật dạy 7 cách để đoạn diệt tâm đó đó, là trong kinh Trung Bộ đó. Nên tóm lại là đầu năm á, mình có nên đi xem bói hay không? Tùy à, người nào thích xem à, không thích thôi à, không sao hết. Nhưng nó không quyết định chỗ xem bói hoặc là không xem bói, mà nó quyết định ở chỗ mình hiểu cái nghiệp tạo ra là cái gì, và mình trả nghiệp như thế nào. Cái gì nó quyết định cái đó, đó quý vị tự thân mình hiểu. Còn tất cả những cái hành động ở trong thế gian này, nó phụ hợp, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhiều người khác nhau. Có những cái tự mình quyết định thì mình quyết luôn đi. Còn mà chúng ta không thể tự mình quyết định ở trong trường hợp đó, thì chúng ta lấy ý kiến số đông đi. Ví dụ như có nhiều người á, là hỏi thầy là ba mất là muốn chôn giờ nào chôn, hay là phải có ngày. Thầy nói nhà có ai không, ai có quyền? Là nhà tới 7 anh em. Là 7 anh em đi coi đi ông ơi. Hỏi sao? Nhà Phật mình do nghiệp thôi mà. Là 7 anh em, ông thì tinh nghiệp chứ 6 người kia có tinh nghiệp đâu. Hiểu không? Vì chính cái mà mình đó là lấy quyền ra làm anh, mình quyết định luôn, mai mốt nó hè nhau đổi thừa mình, nó nghèo đổi thừa mình, nó bị nạn đổi thừa mình, gì đổi thừa mình đó. Thôi mấy ông đi coi đi, coi ngày nào tôi chịu ngày đó. Tôi là bỏ phiếu chống, bỏ phiếu chống trơn, là không có giết gì chồng chứ. Mấy ông muốn coi cũng được, không coi cũng được, tôi phiếu chống. Hiểu không? Chứ đừng có bao giờ mình thì theo đạo Phật, mấy ông kia cũng đâu có theo đâu, ông đâu có tin đâu. Cho nên á là đi coi đi. Là gì coi, người ta nói con mê tín sao thầy? Con phải mê tín. Có nhiều người không coi vẫn mê tín như thường. Hiểu không? Mình coi đây là coi cho nó im ấm, chứ đâu phải coi mê tín. Tại vì có nhiều người thì mình quyết định ý kiến của số đông, để mà mình cho cái sự việc nó tốt đẹp thôi, chứ đâu phải vì tôi mê tín tôi coi đâu. Mà là vì tôi, cái sự bình yên của chung tôi coi, chứ không phải là vì mê tín. Quý vị hiểu không? Thờ cũng vậy nè, có nhiều người thờ độ mạng, thờ thần tài, thờ ông táo là thờ mê tín, không quý vị? Không thờ cũng mê tín, đó chẳng qua là truyền thống. Có nhiều người thờ người ta đâu có mê tín đâu, tại vì ba người ta thờ, giờ người ta thờ, ta thấy đó vẫn là truyền thống của dân gian. Mà tại vì gia đình đâu phải có mình ông đó, gia đình còn anh, còn em, còn dòng, còn họ, bao nhiêu người. Tự nhiên ông già mất, ông dẹp cái người ta nói ông là phủ định ở trong quá khứ. Người ta bực bội mình, người ta đau khổ với mình, nói là mình đó là không có là nhớ ơn của những người đi trước. Mới đó cái phản liền. Ví dụ vậy không quý vị không? Thôi, người ta thờ gì mình cứ thờ đó. Trừ trường hợp là hủ tục thôi. Hủ tục có nghĩa là làm khổ bây giờ á. Còn những cái gì là truyền thống thì thôi, nó không phải hủ tục thì thôi, kệ đó đi. Ví dụ như thờ độ mạng, thờ thần tài, thờ thổ địa đó. Nếu mình quyết định là nhà riêng mình quyết định luôn, không ai sao hết thì mình quyết định luôn. Còn cái đó nó liên quan tới nhiều người thì hãy để ý kiến chung của nhiều người, chứ đừng có dội. Quý vị, cho nên đó, nhầm khi đó, mình không hiểu điều đó đó, rồi mình cứ dẹp bằng này, dẹp bằng kia, dẹp bằng nọ. Mình dẹp mình có thành thánh đâu.
mà mình thờ mình cũng đâu có đọa đâu. Hành động lời nói cử chỉ của ông mới đọa, chứ đâu có phải tâm ông mới đọa, chứ đâu phải do ông thờ cái đó mà ông đọa, hoặc là thờ cái đó ông giảng sanh đâu. Mỗi cái đều có ý nghĩa riêng của nó về tín ngưỡng, về mặt tâm linh mà thôi, hoặc là theo truyền thống của ông bà mình để lại mà thôi, cho nên không có ăn thua gì hết. Nên như quê cũng vậy nè, có nhiều người nói ở giờ nên thở đó, không nên thở đó, lấy ý kiến số đông đi, tập thể đi, người ta thờ mình thờ, người ta không thờ thôi, không sao cả, tôi bỏ xíu phiếu trắng. Ấn là gì, ông ba phải của gì không, tôi không phải ba phải, tại tôi thoát ra cái đó rồi, mấy ông chưa thoát thì mấy ông cứ làm đi, tôi ủng hộ hết đó. Ví dụ số đông nói thờ thì tôi cũng ủng hộ vô phiếu thờ, số đông nói ông thờ tôi ủng hộ vô phiếu ông thờ, vậy thôi. Chứ tôi không phải ba phải, tại tôi biết hết rồi, tôi biết tới bản chất của vấn đề nữa kìa. Nên tôi không có ý kiến thôi, tôi muốn cho an ổn mọi người mà thôi, chứ không phải tôi lấy ý kiến để tôi giành cái quyền lợi tôi. Quý vị đó không phải là ba phải đâu, quý vị đừng có nghĩ đó là chuyện ba phải là không có phải, mà cái đó là chúng ta làm theo lẽ phải của lương tâm đấy, để làm cho sống im gió lặng. Cái đó mới là cái quan trọng, sống vì người khác, chứ không phải là ba phải. Ba phải là sợ nghiêng về bên mạnh. Không, tôi không phải nghiêng về bên mạnh, mà sao cũng được. Nó khác với nghiêng về bên mạnh. Hùa theo ba phải là hùa theo, tôi không có hùa. Không có hùa, mình không có hùa. Nhưng mà như vậy thì làm cho người ta an ổn, thì tôi sẽ làm như vậy. Tôi muốn sự an ổn chứ tôi không hùa. Hiểu không? Vì người khác, còn hùa theo là vì mình. Cái gì hiểu không? Hùa theo là vì mình. Còn cái trường hợp mà mình làm cho thế giới này nó an ổn là vì người khác. Hai đó nó khác nhau, một tâm Bồ Tát, một tâm chúng sanh. Hùa theo là vì mình, vì quyền lợi của mình đó mình hùa theo. Cái đó gọi là hùa theo, còn cái này không phải là hùa theo. Nếu quyết định như vậy mà làm cho mọi người an ổn thì tôi quyết định như vậy. Tôi vì mọi người chứ không phải là tôi hùa theo gì cá nhân. Hai nữa hoàn toàn khác nhau, nhằm mà nhầm người ta thấy nó giống nhau vậy lắm. Hiểu không? Cho nên đó quý vị, nhằm khi ví dụ như là ông tu về sao ông để cho dòng họ thờ, người này thờ ông thần này thần kia, mà trong khi đạo Phật đó là không thờ. Chừng nào đạo Phật có nói không thờ thần đâu, đó quý vị, đâu có. Đạo Phật đâu kêu không thờ thần đâu, gọi là quy y là tu theo á. Đã tu theo Phật rồi, không tu theo trời thần quỷ vật, chứ đâu có nói không thờ đâu. Không tu theo tức là không tu, tại vì trời thần quỷ vật chưa có giải thoát, mà mình tu theo Phật là muốn giải thoát, cho nên mình đi theo trời thần quỷ vật cũng đâu có giải thoát được đâu. Chứ đâu có phải kêu mình không tôn trọng trời thần quỷ vật đâu, quý hiểu không? Nhằm khi đọc kinh mà nhằm khi mình hiểu sai sai ý. Giống như nói là không quy y trời thần quỷ vật, tự nhiên không thờ. Tự nhiên hồi xưa giờ có miếu khẩu thần đó, tự nhiên mình bỏ không thờ. Đâu không phải, mà trong khi mà miếu đâu phải, tuy là miếu của nhà mình, đất mình thật ra, nhưng mà nguyên cái xóm ta là ta cúng đó đó. Mà bao nhiêu đời nay rồi, tự nhiên trong đất mình có quyền tự nhiên dẹp ngang. Quý vị, người ta phiền não không? Rồi người ta nói mình này kia tùm lum la, thôi để cho sống im gió lặng đi. Thì nào giờ người ta cúng thì cho người ta cúng đi, đâu có mê tín gì đâu. Hiểu không? Tôi kể đi, là hàng xóm người ta cúng, mà nào giờ tín ngưỡng người ta thì cho người ta cúng đi. Nhưng mà mình vẫn biết, mình vẫn hiểu đạo, chỉ là được rồi, đâu có sao đâu. Mà nhầm khi mình còn làm trang hoàng thêm nữa, con người mình còn tôn trọng, lẽ thần thánh mình không tôn trọng. Hiểu không? Chính con người là mình còn tôn trọng, gặp mọi người mình còn xá A Di Đà Phật nữa nè, chứ không chi là miếu ông thần. Hiểu không? Thôi bây giờ đừng có làm cái tự giải thoát cho mình rồi thấy mình là tự mình thanh cao. Quý vị hiểu không? Tức là người ta hiểu thôi, sao không được, không sao chứ. Tu tới trình độ thôi sao cũng được, không phải là ba phải. Sao cũng được nghĩa là gì? Làm sao mà được thì cứ làm, tức là làm sao để cho được an ổn thì cứ làm, gọi là làm sao cũng được đó. Chứ không phải là người ta dễ đâu, ông này dễ quá, không, người ta không phải dễ, mà người ta cũng không khó, nhưng mà ta có trí tuệ, sao cũng được. Làm sao mà được an ổn thì tôi ủng hộ vậy thôi. Hiểu không? Cái quan trọng là người ta tu tập nó giải thoát giác ngộ, mấy cái chuyện kia là thứ yếu trên đời này, có không được, không có không được, sao cũng được, tôi ủng hộ hết. Hiểu không? Miễn cái đó mà không có phạm gì để mà đi đến những cái tội lỗi thì tôi ủng hộ hết. Hết giờ nghỉ.
Rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ vào tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời chuyện hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.